Theo CNN ngày 6 tháng 10 dẫn các nguồn tin, giới tình báo Mỹ tin rằng vụ đánh bom xe ở ngoại ô Moskva khiến bà Daria Dujina thiệt mạng có liên quan đến người trong chính phủ Ukraine. Nhà báo, nhà quan sát chính trị người Nga Dujina, con gái nhà lý luận cực hữu Nga Alexander Dugin thiệt mạng trong vụ việc hôm 20 tháng 8. Theo các nguồn tin, Mỹ không biết trước về kế hoạch trên và hiện chưa rõ Washington cho rằng ai là người phía Ukraine chấp thuận tiến hành vụ ám sát. Cũng chưa rõ giới tình báo Mỹ có cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có được thông báo hoặc phê duyệt kế hoạch này hay không. Tuy nhiên, nhận định của giới tình báo Mỹ dường như phù hợp với phát hiện của giới chức Nga về việc cho rằng vụ đánh bom xe có kế hoạch trước. Nga đã cáo buộc những công dân Ukraine chịu trách nhiệm vụ tấn công, trong khi Ukraine cực lực bác bỏ. Trả lời đề nghị đưa ra nhận định, một quan chức tình báo quốc phòng Ukraine cho hay cơ quan của họ không có thông tin gì mới về cái chết của bà Dujina. Trước đó, quan chức này nói rằng Ukraine không liên quan đến vụ việc. Về phía Mỹ, Hội đồng An ninh Quốc gia, CIA và Bộ Ngoại giao từ chối đưa ra nhận định. Giới chức tình báo Mỹ cho rằng bà Dujina đang lái xe hơi của cha vào đêm xảy ra vụ việc và cha bà mới là mục tiêu trong kế hoạch, theo một nguồn tin. Ông Dugin là học giả người Nga nổi tiếng với việc ủng hộ sáp nhập Ukraine và các nước từng thuộc Liên Xô vào Nga. Trong một phóng sự mới đây, ông Dugin cho rằng con gái ông là mục tiêu chính của vụ đánh bom xe giữa những đồn đoán về việc ông mới là mục tiêu vì bà Dujina lúc đó đi xe của ông. Vài ngày sau vụ việc, giới chức Nga cáo buộc một phụ nữ Ukraine đã kích hoạt từ xa khối chất nổ được cài vào chiếc xe mà bà Dugina đang lái trước khi lái xe qua vùng Beskov và vào Estonia để tẩu thoát. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov lập tức bác bỏ cáo buộc và cho rằng đó là việc của cơ quan đặc biệt Nga. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.